Hello everyone, and welcome to learn a new lesson, lesson 3, and listen and repeat. Hãy lắng nghe và nhắc lại. What do you do in the free time? Các em ơi, chúng mình cùng quay trở lại với tiết học unit 13. What do you do in the free time? Bạn thường làm gì trong lúc rảnh? Ở tiết lesson 3, rồi ở bài tập số 1, chúng mình sẽ cùng lắng nghe và nhắc lại. Ok, sau này, now listening. Page 22. Lesson. Activity 1. Listen and repeat. 1. What do you do in your free time? I surf the internet. 2. What does he do in his free time? He listens to music. 3. What does she do in her free time? She goes shopping. 4. What do they do in their free time? They go camping. Okay. What do you do in the free time? Bạn thường làm gì trong thời gian rảnh? I surf the internet. Tôi thường lướt web. And what does he do in his free time? Bạn thường làm gì? Anh ấy thường làm gì trong thời gian rảnh của anh ấy? And he listens to music. Anh ấy thường nghe nhạc. And what does she do in her free time? Và cô ấy thường làm gì trong thời gian rảnh của cô ấy? Cô ấy thường đi shopping. And what do they do in the free time? Họ thường làm gì trong thời gian rảnh của họ? They go camping. Họ thường đi cắm trại. Bài tập số 2, chúng mình lại cùng lắng nghe. Listen and circle A or B and then say the sentences. Hãy lắng nghe và khoanh vào đáp án A hoặc B. Sau đó hãy nói những cái câu theo mẫu thật to. Rồi, chúng mình sẽ cùng lắng nghe. Page 22, activity 2. Listen and circle A or B. Then say the sentences aloud. 1. What do you do in your free time? I clean the house. 2. What does she do in her free time? She goes skating. 3. What does he do in his free time? He goes to the cinema. 4. What do they do in their free time? They work in the garden. Page 22, activity 2. Listen and circle A or B. Then say the sentences aloud. 1. What do you do in your free time? I clean the house. 2. What does she do in her free time? She go. Rồi, chúng mình vừa được nghe clean the house. Chúng mình sẽ cùng bắt kịp nhé. Tất cả mọi người, các em sẽ cùng nghe được là câu thứ 1 mình viết là clean the house không nhỉ? Chúng mình sẽ cùng nghe tiếp câu thứ 2. Go skating. Rồi, go skating. 3. What does he do in his free time? He goes to the cinema. See girl to the cinema. Four. What do they do in their free time? They work in the garden. They rest in the garden. Okay. Rồi. And let's rent. And what do you do? Bạn thường làm gì? Okay, chúng mình sẽ cùng lắng nghe đoạn hội thoại. Page 22. Activity 3. Let's chant. What do you do? One, two,
three, four. What do you do in your free time? I watch cartoons. I watch cartoons. What does he do in his free time? He goes fishing. He goes fishing. What does she do in her free time? She goes shopping. She goes shopping. Ok, thì mình đã vừa được nghe đoạn hội thoại Lesson 3. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng nghe cô dịch là bạn thường làm gì trong thời gian rảnh của bạn. Tôi thường xem chương trình hoạt hình. Tôi thường xem chương trình hoạt hình. Và anh ấy thường làm gì trong thời gian rảnh của anh ấy? Và anh ấy thường đi câu. Anh ấy thường đi câu. Và cô ấy thường làm gì trong thời gian rảnh của cô ấy? Cô ấy thường đi mua sắm. Cô ấy thường đi mua sắm. Ok. Chúng mình chuyển tiếp ra bài tập số 4, Read and Draw Lines to Math. Hãy đọc và vẽ. Rồi, ở đây mình sẽ có bài tập số 4. Người ta có một đoạn hội thoại rất là dài và mình sẽ vẽ để nối đoạn hội thoại cho thích hợp với các hoạt động A, B, O, C đối với mỗi người. Liên, bố Liên và mẹ của Liên. Rồi trước hết mình sẽ cùng dịch đoạn hội thoại. My name is Lien. Tên của tôi là Lien. In my free time, I often go camping with my family. Trong thời gian rảnh của tôi là tôi thường đi cắm trại cùng với gia đình của tôi. The camp is in the forest near the Red River, a river, and they go there by bus in the morning. Cắm trại là ở trong rừng gần cái dòng sông Hồng và chúng tôi đến đó bằng xe buýt vào buổi sáng. My father likes fishing in the river. Bố của tôi thì thường rất thích câu cá ở dòng sông. My mother likes drawing. Mẹ tôi thì rất là thích vẽ. She often draws pictures of the camp. Cô ấy thường vẽ bức tranh của cắm trại này, về cuộc cắm trại. But I often go hiking in the forest. Thì tôi thường đi bộ ở trong rừng. Because I like sport. Bởi vì tôi rất là thích thể thao, tôi rất là thích thể dục thể thao. We return home late in the evening. Và chúng tôi thì thường quay trở về nhà muộn trong buổi chiều. We enjoy camping very much. Chúng tôi rất là thích cắm trại. Ok. Rồi, ở đây mình vừa được nghe cô dịch, chắc hẳn là tất cả các em đã biết được hoạt động của Liên, mẹ Liên và bố Liên rồi phải không nhỉ? Rồi, Liên thì thường go hiking, mình sẽ thấy hình đôi giày. Vậy Liên sẽ nối với ý C. Và bố Liên thường câu cá thì sẽ nối với ý A. Mẹ Liên là driving, là vẽ thì thường nối với ý B. Ok. Bài tập số 5, hãy viết về gia đình của bạn thường làm gì trong cuối tuần. Tên tôi là Lan. Vào cuối tuần thì tôi thường ví dụ cô sẽ viết là my name is Lan, tên tôi là Lan. At the weekend I often go to the cinema with my friends. Vào cuối tuần tôi thường đi tới rạp chiếu phim cùng những người bạn của tôi. My father likes fishing in the river near my house. Bố của tôi thì thường thích đi câu cá ở dòng sông gần nhà của tôi. My mother goes shopping. Mẹ của tôi thì thường đi mua sắm. Và anh trai hoặc chị gái của tôi clean the house, sẽ dọn nhà. Ok, các em sẽ cùng viết vào những cái hoạt động tương tự các thành viên trong gia đình của mình các em nhé. Và hãy